Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Remitano hoặc Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 20% phí giao dịch trọn đời. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin và cùng đi tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với Ethereum. Có lẽ là Ethereum đã trở nên vô cùng phổ biến, không chỉ với những người đã tham gia vào thị trường crypto lâu nay, ngay cả những người mới khi biết đến Bitcoin, hầu hết họ cũng đều biết về Ethereum. Còn nhớ tại sự kiện The B-Word cách đây vài ngày, với sự tham gia của ba nhân vật nổi tiếng bậc nhất trong lĩnh vực đầu tư cũng như kinh doanh, đó là Jack Dorsey, CEO và founder của mạng xã hội nổi tiếng Twitter. Ông là người đã đầu tư vào crypto từ rất lâu. Hay Cathie Wood, CEO của quỹ đầu tư Arca Investment. Và đặc biệt là tỷ phú Elon Musk, CEO của công ty Tesla, người đã quá quen thuộc với cộng đồng đầu tư crypto. Một trong những bất ngờ lớn nhất của sự kiện The B-Word này chính là việc Elon Musk đã tiết lộ rằng ông đang nắm giữ đồng Ether trong danh mục đầu tư, và ông cũng là một người ủng hộ nền tài chính phi tập trung DeFi. Ngay lập tức thị trường đã có những phản ứng trước cả buổi hội thảo này, bởi lẽ thông tin về việc Elon Musk sẽ nói gì đã bị rò rỉ, và Bitcoin cùng với Ether và các đồng coin khác đã tăng giá rất mạnh. Riêng Bitcoin tăng tới 10% chỉ trong vài giờ, và Ethereum cũng vậy. Điều đó cho thấy rằng ảnh hưởng của Elon Musk với thị trường crypto vẫn rất lớn, và tâm lý của các nhà đầu tư vẫn rất phụ thuộc vào những phát biểu cũng như những hành động của vị tỷ phú này. Việc Elon Musk đầu tư vào Ethereum là minh chứng cho thấy mạng lưới blockchain này đang thu hút sự quan tâm của những nhà đầu tư lớn trên toàn thế giới. Có rất nhiều ứng dụng tiềm năng có thể phát triển trên Ethereum. Mới đây, Stanley Kulachov, founder kiêm CEO của giao thức DeFi AV, tuyên bố rằng họ sẽ tung ra một giải pháp thay thế cho mạng xã hội Twitter dựa trên mạng lưới Ethereum. Ông đã chỉ ra những lỗ hổng của Twitter, đó là việc nhà phát hành can thiệp quá nhiều vào nội dung của người dùng. Twitter tạo ra doanh thu từ các tweet của người dùng và nội dung mà họ chia sẻ, và Twitter quyết định bài viết nào của họ có được sức hút thông qua thuật toán. Và Stani tin rằng một mạng xã hội xây dựng trên blockchain có thể giải quyết triệt để điều này. Bên cạnh đó, các tổ chức lớn cũng ngày càng dành nhiều sự quan tâm tới Ethereum. Ngân hàng JP Morgan, một ngân hàng lớn có trụ sở ở Mỹ, đã cho phép các khách hàng của họ có thể đầu tư vào tiền điện tử thông qua 5 quỹ tín thác, trong đó có tới 2 quỹ dành riêng cho Ethereum. Hay như công ty Rothschild Investment Corporation tiết lộ trong một hồ sơ rằng họ đã mua hàng chục nghìn cổ phiếu các sản phẩm của Grayscale trong quý trước. Trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3, số lượng cổ phiếu mà Rothschild nắm giữ trong Grayscale Bitcoin Trust đứng ở mức 38.346. Con số này đã tăng lên 141.405 cổ phiếu vào ngày 30 tháng 6, tức là tăng tới 269%. Mặt khác, số lượng cổ phiếu mà Rothschild nắm giữ trong Grayscale Ethereum Trust đã tăng từ 265.302 vào cuối quý đầu tiên lên 279.119 trong quý thứ hai, tăng 5%. Và tiếp theo, Goldman Sachs tiết lộ rằng những khách hàng VIP, những người giàu có của họ đang chuyển hướng sang đầu tư vào crypto. Lý do mà những nhà đầu tư quan tâm đến crypto đó là tiềm năng to lớn của thị trường này. Bên cạnh đó là những lo ngại của họ về việc lạm phát đang leo thang và đồng đô la có thể mất giá trị trong dài hạn. Goldman Sachs cũng nhận định rằng việc Ether vượt qua Bitcoin để trở thành đồng coin có vốn hóa thị trường cao nhất sẽ là một điều không quá bất ngờ. Dữ liệu từ Glassnode cho thấy lượng ETH trên các sàn giao dịch đang giảm đi liên tục trong những tuần gần đây. Điều đó là minh chứng cho việc các tổ chức đang thu mua và tích trữ ETH. Cựu CEO của Goldman Sachs là Raoul Paul trong một buổi phỏng vấn gần đây đã chia sẻ quan điểm của mình rằng Ethereum sẽ là tài sản có giá trị nhất. Danh mục đầu tư của ông bao gồm 55% Ethereum và chỉ có 25% Bitcoin, 20% còn lại dành cho các altcoin khác. Theo thống kê của Goldman Sachs cũng như Coinmetrics, Ethereum là mạng lưới phát triển nhất kể từ năm 2018, vượt xa so với tất cả các mạng lưới còn lại trên thị trường. Và điều quan trọng nhất, đó là Raoul Paul nhận định Ethereum chỉ mới bắt đầu. Ông tin rằng sẽ còn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa được phát triển trên mạng lưới của Ethereum, hơn cả NFT hay DeFi. Đó chính là token xã hội, đó là token của những thương hiệu, những người nổi tiếng và những đội bóng lớn. Ví dụ như thương hiệu Disney với 3 tỷ người hâm mộ trên toàn cầu, nếu như có một token của Disney cho phép người sở hữu được nhận những ưu đãi giảm giá, những suất chiếu đặc biệt, những phần quà đặc biệt, chắc chắn token đó sẽ được đón nhận. Hệ sinh thái NFT trên nền tảng Ethereum đang ngày một phổ biến hơn.
Gary Vaynerchuk cho biết NFT tương tự như những ngày đầu của Internet hay những ngày đầu của mạng xã hội. Hay đội bóng rổ của tỷ phú Mark Cuban đã huy động được 10 triệu đô la để ra mắt NFT Space Jam. Và đó là những thông tin cho thấy sức mạnh của nền tảng Ethereum, cũng như những sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn và các vị tỷ phú nổi tiếng đến đồng coin có vốn hóa lớn thứ hai trên thị trường hiện nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin ngày hôm nay. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.